Hello anh em, mình là Nguyễn Hồng Phúc TP Pro.com. Ngày hôm nay là cái viết video clip đầu tiên của năm 2019. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi mình suốt 4 năm vừa qua. Và đây sẽ là năm thứ 5 mà mình sẽ cùng đồng hành với các bạn. Rồi, ở trong cái video này thì mình muốn chia sẻ một chút xíu về kế hoạch năm 2019 của mình, cũng nó giống như là một cái clip mà về gọi là cái gì cam kết của mình cho 2019 ha. Rồi đầu tiên á, thấy cam kết của mình là mình sẽ cố gắng là sau mình đạt được 100 ngàn subscribe. Thấy người ta làm có tí xíu mà tại cái YouTube của người ta được 100 ngàn rồi, mà của mình làm bao nhiêu năm chờ rồi vẫn có tám mấy nghìn à. Ok, thì đó là tham lam vậy thôi, nhưng mà sau đây là ba thứ mà cái gọi là chủ đích trong năm 2019 mà mình cố gắng mình sẽ làm. Đầu tiên á, cái thứ nhất á, là cái mình sẽ cố gắng làm là một cái khóa học mới. Làm cái khóa học này á, thì như các bạn biết là trên cái fanpage của mình á, các bạn thể lên hoặc facebook.com/hoangphucphotoshop hoặc là cái link ở dưới phần comment á, thì nó sang cái fanpage của mình. Thì mình có đang kinh doanh một số cái, mình có đang bán và chia sẻ một số cái khóa học của mình ha. Đầu tiên là cái khóa học về Photoshop Basic, là khóa học Photoshop cơ bản nè, một số cái bộ reset chuyên nghiệp của mình nữa đó, về blend màu. Thì cũng với cái chủ đề blend màu đó, trong năm 2019 á, mình sẽ làm ra một cái khóa học mới về blend màu, chính xác là blend màu luôn, bằng Photoshop và Lightroom. Cái này nó không thiên hẳn về vấn đề công cụ, mà là cái vấn đề là làm sao chúng ta phân tích cái hình và chúng ta chọn lựa và chúng ta hình dung được là ở cái hình đó chúng ta nên làm màu gì và chúng ta sẽ làm những bước gì để chúng ta được cái màu đó. Đó thì đó là cái ở trong nội dung của cái nội dung sơ bộ của cái khóa học đó mà mình sẽ làm trong năm 2019 ha. Tiếp theo nữa, điều thứ hai á, thì ở trong năm 2019 mình sẽ tập trung vào mình làm nhiều hơn cái về những cái clip mà nó ngắn ngắn hơn. Có thể là mình đang dự kiến làm tới những cái list chẳng hạn vậy, có thể là top 3 là cái này, top 3 cái kia, top 10 kiểu thế, thì để các bạn nào có thể dễ áp dụng hơn ha. Một cái clip mà nó những cách bước bước làm nhỏ, ví dụ như là với làm trắng da thì mình có 3 cách chẳng hạn vậy, thì mình sẽ trình bày 3 cách luôn ngắn gọn trong một clip. Thì ở đó mình nghĩ là các bạn sẽ có nhiều lựa chọn, và các bạn khi coi các bạn sẽ biết được là đặc biệt những các bạn nào mới làm quay với Photoshop hoặc là ta không có nghiên cứu chuyên sâu á, ta dễ có cái sự lựa chọn hơn, cái nào cảm thấy dễ chúng ta làm theo cách đó. Rồi cái đó là cái thứ hai ha. Tại vì trong năm 2018 vừa rồi mình post được đâu chừng cỡ 36 cái video trong suốt một năm trời, thì mình đối với mình cảm thấy nó chưa có được nhiều ha. Rồi cái thứ ba về cái phần nội dung, là cái vấn đề là mình muốn đa dạng hóa cái nội dung của mình lên một chút xíu. Tại vì cái nội dung trước giờ mình làm á, thì nó gọi là gì nhỉ, nó chỉ đa phần nó thiên về vấn đề là làm cái video hướng dẫn là chủ yếu, thì mình muốn làm cho nó đa dạng hơn, mình sẽ làm nhiều cái vlog hơn, vlog á. Trong năm cuối năm vừa rồi mình có làm một số cái, mình có thể coi và cho mình cái nhận xét ha. Rồi thì đó là ba cái vấn đề chính. Còn cái vấn đề yếu tố phụ là cái năm 2019 này thì mình đã nghỉ bên công ty của mình rồi. Bên công ty mà trước đây mình làm full time, mình làm full time bên đó, thì mình nghỉ bên đó luôn để mình làm kinh doanh riêng của mình, cũng như là mình dành nhiều thời gian hơn cho HP Photoshop, đại khái là cho các bạn á. Tại vì mình sẽ muốn làm cái những cái mà mình làm như thế này á, làm Photoshop, làm hướng dẫn, làm chia sẻ cái này cái kia cho các bạn, mình cảm thấy mình thích hơn so với việc là mình làm kia. Tất nhiên là mình làm kia thì nó ổn định hơn, nó kiểu thế, nhưng mà mình nghĩ là mình nên chọn theo cái đam mê của mình thì nó hay hơn. Tất nhiên là bạn trẻ nào thì mình không khuyến khích bắt chước nha, mỗi người mỗi khác. Rồi cái thứ hai nữa là mình có một cái vấn đề kinh doanh riêng á, mình vừa làm cái trang HP này, mình vừa có kinh doanh riêng nữa, thì mình đang làm về cái kinh doanh đồ da. Thì các bạn thể lên là gaza.vn, cái link mình có để dưới phần comment á, có thể qua đó các bạn ủng hộ mình có để cái code luôn, mình tặng các bạn cái code giảm giá luôn, chỉ dành dành riêng cho HP thôi nha, cho các bạn xem của HP thôi, để mình có thể có ủng hộ chẳng hạn thế tùy. Thì đó là cái video này đơn giản là như vậy thôi, và mình coi như đó là cái cam kết của mình với các bạn. Và có một cái mình muốn nhờ các bạn là đặc biệt là với những cái người như kiểu là YouTube creator, những cái người mà sáng tạo nội dung kiểu như mình á, thì cái ý tưởng nó thực sự nó không có nhiều, mình không có gọi là cái gì mình không có nhiều quá nhiều ý tưởng để mình làm cái video cả. Cho nên là những cái gì mình làm ở trên video trên channel của mình á, đa số là chia sẻ kiến thức để hỗ trợ các bạn làm cái vấn đề của các bạn. Cho nên là đừng các bạn hãy like và comment cho mình biết ở dưới phần comment á, các bạn cần mình làm video về vấn đề gì, ví dụ như là về những cái kỹ thuật gì đó chẳng hạn vậy. Thì nếu được các bạn cho mình cái hình mẫu ha, hình mẫu về blend màu, hình mẫu về cái kỹ thuật mà các bạn muốn bắt chước chẳng hạn vậy,
thì các bạn comment cho mình biết, hoặc là cái gì đó mà các bạn muốn mình làm cứ comment phía dưới. À, có thể là mình không có reply các bạn, nhưng mà mình tất cả các comment mình đều đọc cả ha. Tất cả comment này mình đều đọc. Thì đó là cái mà mình cần các bạn hỗ trợ, đó là comment cho mình biết là các bạn muốn cái gì thì nó dễ hơn. Rồi, mình có thuê thêm một nhân viên để hỗ trợ mình trên fanpage, cho nên nếu các bạn có thắc mắc về cái bước cách làm gì á, các bạn thể lên trực tiếp trên fanpage của mình, các bạn inbox để mình, để nhân viên của mình cũng như là mình hỗ trợ cho các bạn, để mình gọi là các bạn sẽ có cái lời giải đáp nó nhanh hơn so với việc các bạn comment trên YouTube, thì mình không có thường xuyên trên YouTube ha. Đó thì đó là về cái clip này, và cảm ơn các bạn đã theo dõi tới thời điểm này là năm thứ 5 của HP Photoshop rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, cái sự ủng hộ của các bạn, cái lượt view của các bạn, và đó là tất cả những cái trong clip này là tất cả những gì mà mình sẽ làm trong năm tiếp theo ha, năm 2019 này. Mình chúc các bạn một năm mới nó nhiều thành công này, và sức khỏe, và cái mình nghĩ là mình cần chúc các bạn nhất là các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, có vui là vui rồi. Thì đó là ok ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, đừng quên like, share, subscribe, nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để mà mỗi khi mình ra coi video là mới các bạn sẽ nhận được thông báo, không để bị trôi ha. Bye bye các bạn.